chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Team Tactical Soccer. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một kỹ thuật AK khác. Kỹ thuật mang tên Air AK. Ok, đó là kỹ thuật Air AK. Thì để làm kỹ thuật Air AK này chúng ta sẽ cần có một số bước sau đây. Bước nhất chúng ta sẽ làm step over, đồng thời kẹp hai chân vào bóng bằng mắt cá. Step over, kẹp hai chân. Ok. Step over, kẹp hai chân vào bóng. Thì phần mình kẹp ở đây là phần giữa hai mắt cá chân của má trâu như thế này, và mình sẽ kẹp thật chắc như thế này nha. Rồi, bước 2 chúng ta sẽ nhảy lên và hất bóng theo. Kiểu như gấp bóng theo bằng hai khớp gối của chân như thế này. Ok, bóng sẽ bay lên. Bóng sẽ bay lên như thế này. Sau khi anh em đã quen được với cảm giác này rồi, chúng ta sẽ hất xéo vào một tí. 3, 2, 1, xéo qua. Bóng sẽ đi qua một bên và hướng chân thuận ha. Chân thuận mình chân phải, mình hất xéo qua hướng chân thuận. Rồi, khi làm động tác này chú ý là phải là khi mà hất lên thì chân thuận và bóng sẽ đi rất là gần nhau. Đấy, chúng ta thấy là chân thuận và bóng sẽ follow theo nhau đi trên không như thế này. Ok, rồi cuối cùng chúng ta sẽ đá vào bóng. Chúng ta có thể đá bằng mu chính diện, có thể đá bằng mũi đều được. Mục đích là để cho bóng đi hướng ngược lại ra sau lưng cái mắt cơ như thế này. Ok, lên đá ngược lại nhẹ nhàng thôi. Lại nha. Đây. Và mình đã hoàn thành động tác EAK. Anh em chú ý là có một số anh em nếu như mới tập động tác này có thể sẽ bị là đá bằng lòng như thế này. Thì nói chung là cũng được, nhưng mà nó sẽ không đẹp. Nên em cố gắng hãy sử dụng mu bàn chân hoặc mũi chân để đá động tác này. Để vào tập luyện động tác EAK thì yêu cầu là chúng ta sẽ có một mắt cơ như thế này. Và chúng ta sẽ làm đi làm lại để vượt qua cái mắt cơ này. Mình sẽ cố gắng làm được 10 lần liên tục động tác EAK với cái mắt cơ như thế này. Ok, rồi nha. 1, 2, 3. Ok, mạnh xíu. 4. Tiếp tục. 5. Chào tí nha. 8, 9, lần cuối cùng 10. Vậy là mình đã hoàn thành xong kỹ thuật EAK. Để ứng dụng động tác này chúng ta có thể làm ở biên như thế này. Tại vì ở biên sau lưng mình sẽ không có ai hết. Và nếu làm để ghi bàn chúng ta sẽ đi đối diện goal như thế này. Chúng ta sẽ làm EAK qua một bên và đá mạnh vào goal. Thủ thành đang che chắn đây và mình đã xéo vào. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em kỹ thuật EAK, một kỹ thuật trong bóng đá đường phố. Và mình rất hy vọng là nếu anh em tập luyện và làm thành công động tác EAK này trong trận đấu thì đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì like và quên subscribe channel YouTube của Team Tactical Soccer. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá, hướng dẫn bóng đá nghệ thuật, hướng dẫn bóng đá đường phố và thử thách bóng đá rồi đi xem bóng đá. Ok, mình là Phạm Nam Thi. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.